Này, có ai chưa kịp về quê giống mình không? Cùng vào bếp làm nồi mắm kho cho đỡ nhớ nhà nha. Biết có từ bao giờ, nhưng những món ăn từ mắm lại làm say đắm lòng người miền Tây đến vậy. Mắm chưng, mắm trộn gỏi, lẩu mắm, mắm kho, biết bao nhiêu món ngon từ mắm mà già trẻ lớn bé đều nghiện. Ngày trước đơn giản nồi mắm lên cá đồng, rau đồng. Ngày nay cuộc sống đủ hơn, nồi mắm có thêm thịt ba gọi, huyết, chả, mực tùy khẩu vị. Mắm nấu từ cá linh và cá sặc là ngon nhất. Bên nồi mắm nghi ngút khói thì bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Ăn cùng với cơm thì nêm hơi đậm vị. Còn muốn làm lẩu nhúng gao hay trụng bún, chỉ việc thêm nước và nêm nhạt hơn một tí là được. Lễ tuy chưa kịp về quê, nhưng ngồi bên nồi mắm kho nghi ngút khói cũng ít chua chát, cũng thấy đỡ tủi thân hơn. Đơn giản vậy thôi mà càng ăn càng cuốn, hết sạch nồi cơm lúc nào chẳng hay, và cũng len lỏi níu mãi trái tim mọi người lúc nào chẳng biết.